đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 11. Okay, moving on to question number 11. Who is this? Who is this? Is it A, grandma, or is it B, grandpa? A, grandma, or B, grandpa? Number three, number. Says I am happy. I am happy. Is it A or is it B? Next question, question 13. Listen to the song and watch the song. What song is this? Listen and watch. Is it A, head, shoulders, toes, and knees, or is it B, head, shoulders, knees, and toes? Head, shoulders, knees, and toes, or head, shoulders, knees, and toes? Cho các thầy cô để cứu trợ chúng mình vào sân thi đấu nhá. Cứu trợ nào các bạn, cổ vũ thật to nào, cô hát đi.
trào lưng của mình, sau đó di chuyển từ vị trí này đến cái giỏ ở bên kia, cho quả bóng vào trong giỏ. Các cô di chuyển đến nơi nhưng mà không cho được quả bóng vào trong giỏ sẽ không được đúng ạ. Khi nào được cặp các cô kết thúc thì cặp bên này mới được xuất sắc. Các cô đã rõ được chưa? Rồi ạ. Các cô sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Được vào
trong sàn thi đấu. Hy vọng là số bóng này sẽ giúp cho tất cả các bạn được vào trở lại sàn thi đấu ạ. Cảm ơn cô ạ. Em xin phỏng vấn thêm một câu nữa ạ. Cô có cảm thấy mệt không? Dạ, vì các bạn nên là các cô không thấy mệt. Các cô không thấy mệt một chút nào cả. Chúng mình ạ, chúng mình cho các cô một tràng pháo tay. Rồi, các cô nói là vì các con nên là chúng tôi, các cô không thấy mệt một chút nào hết. Rồi, chúng ta sẽ đến xem là thành quả các cô mang lại cho chúng ta là bao nhiêu quả bóng và có bao nhiêu bạn thí sinh sẽ quay trở lại sàn thi đấu nhá. Nào, các bạn thí sinh và các bạn cổ động viên hãy đến cùng với thầy Justin nhá. Rồi. Okay, we got seat number one. Let's count it out, guys. If you can, play loud. We have 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, and 10. Very good. Tiếp theo nè. Giọt thứ hai. All right, we're out next. We got
Không được nhắc bài nhớ, nhớ nhớ. Không được nhắc bài nhớ, không được làm bài chung đâu nhớ. Chúng ta chỉ có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba thôi. Không có giải nào chung nhau đâu đó. Đấy thế, nào tiếp. Chúng ta đến với câu hỏi số 15. Ok, question number 15. What can you see? I see a dog. I see a dog. Is it A or is it B? Nam dòng suy nghĩ bắt đầu. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Suy nghĩ nào? Chưa cần đáp án, chưa cần đáp án, chưa cần đáp án. Suy nghĩ đã. Dừng tay. Using the pictures below, A and B, clap your hands. Clap your hands. Is it A or is it B? Nam dòng suy nghĩ bắt đầu. Suy nghĩ nào, suy nghĩ chưa cần đáp án nhá. Chúng ta chưa cần đáp án rồi. Chúng ta suy nghĩ đã nào. Hết giờ thì mình giơ tay nào. Question number 17. Looking at the pictures below, which is the living room? Which is the living room? Is it A or is it B? Living room. Nam dòng suy nghĩ bắt đầu. Suy nghĩ đã chưa cần đáp án. Suy nghĩ đã nào. Không nhìn sang mặt khác nào. Không nhìn sang mặt khác nào. The answer is... That's what you're teaching me.